trưa hay ăn sáng ấy. Sáng thì một tiền rồi, một tiền một tiền một tiền vất vả quá. Đấy, lên đường à? À đây hai cây của bác Bất Công rồi lên đường này không? Đi đây chơi được rồi. Mỗi anh em một cây, hay quá. Hay quá nhỉ? Đã toàn đấy. Đấy. Bắt đầu nắng đẹp rồi. Đi chợ rất là hấp dẫn rồi. Đấy. Bây giờ mới ăn sáng, không chiều là ăn trưa. Gặp gỡ anh em tí nào. Về đây bảo nó xách ra nhá. Xin chào người đẹp Châu Lục. Đấy của bạn đây này đấy. À. Đang mở hàng cái nào cho bác? Bác cái rồi bán buôn. Đấy. Đi chợ Tết trong ở nhà chứ chả. Chợ này làm gì đã không nào bán được 3 cây thì sáng rồi đâu. Ô tô đấy bán được chục cây. À thế. Đấy là để nói chứ. À đi sớm thôi. Phía trước anh có Lộc ấy. Có bác nào chú ấy. Có thế em nhiều người theo dõi mà. Thì các bác cứ liên hệ với bác thôi. Bán được một cây vừng vào trong miền Nam. Đấy. Giá hợp lý là lên đường ngay gì đâu. Dưới này bao tiền? Dưới bao tiền đó? Cái này triệu. Cái này cây xanh đấy 2 triệu. 2 triệu. Nắm điện đấy. Biết rồi, nhìn nắm điện đẹp ghê nhỉ. Từ giờ trưa là chẳng có gì mà bán nữa. Mẹ lúc sáng nếu ra quay được cây hoa dưới của ông này mẹ. À thế à? Bán mẹ. Mua luôn à? Bán luôn. Bao tiền cây đấy? Hình Mỹ. Bán gộp cả 3 cây. À hướng dưới thế dưới chiếm sóng cả chợ rồi. Hay đấy, lúc sáng còn bận ra đằng kia lắm, ra là chưa ra sớm được. Thế nào kinh đấy nhỉ, sáng tạo đấy, quay cái tủ mở mình ra có người quay cái quay đây cái tủ đấy mở mạng đấy có người mình nhận được tất cả lên sóng. Đẹp trai nhất chợ. Quay cái tủ mở mạng cả mình nhận. Đẹp trai nhất chợ. Đấy, Canh Châu. Xin chào anh Lê Minh Tuấn nhá. Anh Lê Minh Tuấn ơi. Cây kia bao tiền đấy? 3,7 triệu. Cái đổ kia bao nhiêu? Cái đổ 3 cây là 5 triệu một cây. 5 triệu một cây đúng không? Không, cái cây đổ kìa. 3 cây bằng tiền. Cây này với cây Canh Châu bằng tiền. 5 triệu một cây. Đấy. Xanh Nam Điền. Cái này vặt răm ra cho bác nhìn rõ hơn. Lê Minh Tuấn nhá. Đâu cây của anh đâu? À thế à? Sao cứ để tận trong như thế? À bán rồi. Có mỗi bác Hà bên công này bán ác đấy. Hà Công siêu nhân. Hà Công Công. Hà Công Công. À ừ. Độ chắc khoảng loanh quanh chục tỷ nhỉ. Nghe em thích con đấy đấy, nhưng mà con đấy đi chở cây hơi phí. Đây mình muốn mua một con nhưng mà mẹ nghe cổng nó vào được. Ờ đấy. Về đập cái cổng như này dở quá. Đập được từ ngoài không mua được đất ý. Thế thôi để dành. Đây còn có 2 con này thôi, nó giả. Thằng thiện quay lại lấy nút. Bao tiền cây anh? Đây con kia đang giả 2 củ. Con này gì? Con kia giả 1,2 triệu. 1,2 triệu với con này 2 củ à? Con đang giả ấy. Giá muốn ra đi thì bao nhiêu? Đang như khoảng 2,5 triệu. 2,5 triệu một cây à? Ừ, con 2 triệu, con kia là 1,5 triệu rồi. Rồi, sang ngó tí. Khóc phục đấy.
nào chở cây to to đi cho ngó tí. Mình phải ấy, phải thay châu. Vâng. Mình ra xuống thì nó mới dùng con đấy nó múc tay. Biết rồi. Sáng nay chúng con nào lấy mấy cái tinh của chúng. Chú Khả này. Già lắm, bằng già lắm. Đấy. Hàng này mày nhấc đi đâu cũng được. Có hơn triệu bạc, chân bệ đầy đủ. Đấy. Chậu đẹp, sạch sẽ rồi, rêu phong. Đấy. Xe của đây rồi. Xong hết rồi. Tín đồ mini đâu không ra mua còn gì nữa đúng không? Giá thì rẻ. Giá thì quá dễ mua rồi. Quay kỹ vào, chưa hết thơ. Ui rồi ôi. Bác à, bắt tay bác cái. Tí nó vào nước nhá. Đấy. Có ngó được cái nào chưa bác? Ủa chỉ đi quay thôi, quay tất cây nào quay. Đang gom lúa. Ổi có màu không biết. Công ơi, cái ổi này của Hùng à đúng không? Của Hân. Hân à? Đòi 1 đồng 2. Giờ ổi rẻ quá nhỉ. 1 đồng 2 à, tức là 1 triệu 2 đúng không? Nhìn không múc nhỉ. Vâng anh à, chúc mừng năm mới. Tí nữa em ra. Ôi. Sạch sẽ thân. Đó, à bán bán sông trầm đúng trước đi thôi này có từ hôm nay có vào nhập đội được cây nào không ạ bác? Chưa, chưa có đồ nào lọt mắt nhỉ. Chưa có tiền. Kiếm tiền này. Kiếm tiền. Nước Hồ Tây sắp cạn rồi sao bác nhỉ? Hồ Tây sắp cạn rồi. Rồi. Đầu xuân. Xong hết rồi phải... mà bấm là đi là sau này nó bật không cái điểm nào. Sạch sẽ, rẻ, quan trọng là rẻ. 12 triệu. 12 triệu à? Mỏ mẹ, vừa nãy báo nhầm đồng 2. Đồng 2 này có thì đồng 2 cái này thì không có điều hay tại sao. Vay sớm mẹ rồi đâu. Xin lỗi các bác, 12 triệu. Đấy. Anh em ngồi hết rồi. Tân đã múc được cái gì chưa mà ra sớm thế? Tân đang muốn mua cây của anh này. Kiện à? Kiện để đây, chắc là cài đá cho khách. À, ừ, nhiều ông giờ lại thích cái kiểu tìm lại. Bây giờ đang tìm lại cái răng bây giờ cổ. Mày có tin rằng một là cổ, bây giờ xanh quê mà bỏ đẹp bây giờ mẹ mày. Đắt hơn cả năn điền. À. Cái kia vừa giả hơn 2 chục nữa kìa. Này à? Ờ, hiếu vớ đấy nhỉ. Ừ, kinh đấy nhỉ. Ông nào mạnh dạn đấy nhỉ. Mà tiền nó bằng nghêu thương hiệu giảm 15 triệu. Ừ. Mà gọi mình nhỉ. Tôi giá. Alo. Có bác, đang ở đấy đây. Ở chỗ bày cây ấy. À không, đang đâu này. Đâu. Vâng, đồ chỗ phía đằng này này. Phía đằng đông đông này này. Vâng. Chả biết ông nào gọi. Này này, tí nữa quay sau. Chưa thấy cây nào nó thực sự là thèm phát nhỉ. Có nào về về
tỉnh ạ. Đây ông Bình vừa xong đây, ông ở xong tỉnh ở trong công viên ấy luôn đấy. Ông Bình à. Công viên Hòa Bình à? Em à? Anh à? 0983. Chúc mừng năm mới. Thôi sờ thầy sờ mai cái. Thôi lấy lộc. 0983 161698. Đấy, số luôn đấy nhá. Anh tên gì nhỉ? Dạ em tên Hiếu. Hiếu ạ? 0983161698. Siêu thị em không đấy. Đây không? Dương Hội à? Dương Hội. Đây là cái cây à? Đấy, cái cây cho khác là... Ồ, lúc to rồi. Đẹp đấy. Anh à? Đang ngó cây kia đẹp. Anh Hiếu, cây này có cái chậu đẹp thế nhỉ? Anh Hiếu, đẹp đấy. Em thích cái chậu này đấy. Cái chậu anh bán chậu cho anh nhổ cây. Mấy tiền cái chậu đấy? Chậu anh mua 1.800.000. 1.800.000. Hôm nào em sang tận nơi em nhổ. Cây thì mình không thích, mặc dù nó rất là đẹp. Mình thích cái chậu thôi. Người khi ăn thịt được anh. Đấy là ngon rồi anh ạ.